Anh ơi, cái em này á, được cái đó là hồi tối hôm qua nó ăn thịt gà nhiều lại rồi. Mấy bữa trước thì nó không ăn, của em phải ép, nhưng mà tối hôm qua nó ăn nhiều lại rồi. Ngày hôm qua tụi em xét nghiệm gan á, thì cái gan của nó cũng đỡ hơn bữa trước. Hiện tại á, tính tới thời điểm hiện tại á, là cái chi phí của nó là 3 triệu 9. Cái anh hôm bữa anh tên Tiến, anh mà cứu nó là có ứng lại cho nó 3 triệu để mà phụ, để mà chữa trị cho nó. Rồi còn bây giờ á, giờ bé này tiếp theo á, là hôm bữa là nó bị tổn thương gan nặng, với lại nó bị cái cột sống này nè. Thì bây giờ cái tiếp theo của mình đó là hướng giải quyết tiếp của mình đó, cái gan thì nó cũng đỡ nhiều rồi, mình chỉ cần xài thuốc bổ gan thời gian nữa thôi. Còn cái cột sống này thì nó nặng, chi phí điều trị bây giờ mà cái ca mổ mà cột sống đó, nó bị ngay chỗ này nè anh. Cái ca mổ cột sống này chi phí của nó khoảng độ 10-11 triệu, mà tỷ lệ thành công của nó khoảng 30% thôi. Tại vì bây giờ mình mổ, mình đưa cái xương cột sống mà nó bị chật ra khỏi hai cái đốt này, cái đốt bên dưới này nó bị rớt xuống một chút đó, nó bị chật ra, thì mình đưa ngược trở về thì có thể là thành công đó. Nhưng mà cái dây thần kinh mà hôm bữa tới giờ nó bị chèn ép đó, nó bị tổn thương á, nó có phục hồi hay không á là hên xui lắm anh. Nó có chỉ được, nó chỉ khoảng độ 30% mà có thể nó phục hồi. Còn cái phương án thứ hai á là phương án thứ nhất là mổ khoảng 10 triệu, như vậy 30% thành công. Rồi sau mổ thì mình tốn thêm một cái khoảng thời gian khoảng độ 2 tuần để mà mình lưu viện chăm sóc điều trị vết thương này kia sau mổ, cũng thêm một khúc chi phí nữa. Còn cái phương án thứ hai á là chắc là cho bé này tập xe lăn, với lại là cho bé này tập vật lý trị liệu. Rồi nó hồi phục được bao nhiêu phần trăm thì nó hồi. Hiện tại hai chân trước của bé thì ok, bé có thể chòi lết tới được. Còn hai cái chân sau á thì nó đứng không có được. Với lại là bé này là bé đực, theo em thấy thì nên triệt sản đi, để cho nó thứ nhất đó là nó có nhu cầu, nó không được giải quyết nó cũng khó chịu. Thứ hai nữa là nó đỡ có cái mùi nước tiểu, nó hôi, nó nồng. Hiện tại là bé gồng hai chân lệch lên như vậy đó.